Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 20 tháng 6 theo giờ địa phương, thẩm phán liên bang Allen Cannon ở bang Florida đã ra phán quyết ấn định 14 tháng 8 là ngày bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ truy tố liên quan cách ông xử lý tài liệu mật. Mọi kiến nghị cần phải được nộp trước ngày 24 tháng 7. Ông Trump và Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa có bình luận. Cựu Tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý được cho là sẽ đệ đơn kiến nghị trì hoãn ngày xét xử, đồng nghĩa mốc thời gian 14 tháng 8 có thể thay đổi. Trước đó hôm 13 tháng 6, ông Trump đã trình diện tòa án liên bang ở thành phố Miami, bang Florida để nghe cáo trạng. Cựu Tổng thống ngồi im lặng trong khi luật sư đại diện khẳng định thân chủ vô tội trước các cáo buộc liên quan. Ông Trump không bị hạn chế đi lại hay phải nộp tiền bảo lãnh trong thời gian chờ xét xử.